Vì thế thầy bảo các con chớ áy náy về ngày mai. Câu kinh thánh mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em cùng quý vị thính giả ngày hôm nay được trích trong bài Phúc âm Chủ nhật thứ 8 mùa thường niên. Trong cuốn sách Hoài Nam Tử có câu chuyện mà chúng ta thường nghe gọi là Tái Ông Thất Mã như sau. Có một ông lão sống ở gần cửa ải Nhạn Môn, gần ranh giới nước Tàu và nước Hồ. Ông có một con ngựa rất đẹp. Một hôm con ngựa bỏ nhà ra đi mất. Người quen thuộc đều đến thăm hỏi, chia buồn. Ông lão nói, mất ngựa như thế, biết đâu mà phúc cho tôi đấy. Mấy tháng sau, con ngựa trở về và nó lại quyến rũ theo một con ngựa khác. Thế là ông lão có hai con ngựa quý. Những người quen thuộc kéo đến xem ngựa và chúc tụng. Ông lão lại nói, biết đâu được ngựa như thế mà họa cho tôi đấy. Từ khi được con ngựa tốt, con của ông thích cưỡi. Chẳng may một hôm nó bị ngã ngựa, què chân. Người quen thuộc đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông lão nói, biết đâu nó què như thế mà phúc cho tôi đấy. Khoảng một năm sau có giặc Hồ. Nhà vua bắt lính đi đánh giặc, 10 người chết đến 9. Chỉ có con ông lão vì què mà không phải đi lính. Nhờ thế mà cha con ông vẫn còn sum họp. Câu chuyện Tái Ông Mất Ngựa nói lên một sự thật là con người chúng ta không thể biết trước được tương lai. Nhiều khi chúng ta nghĩ đó là may thì lại là rủi. Hoặc ngược lại, điều này có lẽ không ai cảm nghiệm được rõ ràng cho bằng người Việt chúng ta đang ở hải ngoại. Vào tháng 4 năm 75, nhiều người bỏ cả sự nghiệp gia đình để trốn ra ngoại quốc với hai bàn tay trắng. Và không biết đến một tiếng ngoại quốc nào. Lúc bây giờ có nhiều người xin về lại Việt Nam sau khi đã sang tới ngoại quốc. Bây giờ, sau hơn 30 năm nhìn lại biến cố xưa, chúng ta phải bỏ nước ra đi. Cũng chưa chắc đó là một cái rủi. Ngược lại, sau năm 75, nhiều người được đi đoàn tụ gia đình. Tưởng là may mắn không gặp khó khăn cản trở. Nhưng sau một thời gian trên đất lạ quê người, không cùng một ngôn ngữ, một phong tục, một văn hóa, nên bơ vơ cô đơn, tủi hổ thân phận, thì họ lại thấy đó là một cái rủi. Trong bài phúc âm ngày hôm nay, chúng muốn nhắn nhủ chúng ta đến điều quan trọng là con người không biết được tương lai, không làm chủ được sự sống của mình. Tương lai trong sự quan phòng của Thiên Chúa, của Đấng Tối Cao, và sự sống cũng xuất phát từ Thiên Chúa, chứ không từ con người. Không ai có thể phục hồi sự sống cho một người đã chết, và cũng không ai có thể biết được cuộc đời của mình sẽ như thế nào, dài hay ngắn. Có người thành công, có người thất bại, có người hạnh phúc, có người đau khổ, có người sống thọ, có người chết yểu. Nhưng nghĩ cho cùng, thành công chưa chắc đã là tốt và thất bại chưa hẳn đã là xấu. Nếu chúng ta dùng mưu mô, thủ đoạn, bất kể đạo lý để thành công, thì sự thành công ấy không có giá trị theo tinh thần phúc âm mà Chúa đã dạy. Nếu chúng ta sống hạnh phúc sung sướng trong khi những người khác phải đau khổ, thì hạnh phúc ấy chỉ là bèo bọt trôi dạt trên dòng nước. Sống lâu hay chết yểu cũng vậy. Sống thọ chưa chắc đã tốt, và chết yểu chưa hẳn là điều xấu. Đức Kitô là người sống mới có 33 tuổi, nhưng cái chết của Ngài đem lại bao sự tốt lành cho nhân loại. Bởi đó vấn đề không phải là thành công hay thất bại, hạnh phúc hay đau khổ, sống lâu hay sống ít, mà điều quan trọng là đời sống con người có để lại điều gì tốt đẹp cho tha nhân hay không. Thank you.
Điểm thứ hai, khi Đức Kitô nói đến sự sống, chúng ta phải hiểu là bao gồm cả sự sống viên mãn trong cuộc sống vĩnh hằng. Đây là điểm mà chúng ta thường hay quên. Nhiều người quá để ý đến đời sống vật chất hiện tại mà quên đi đời sống tinh thần. Con người quá bận rộn miếng cơm manh áo đến độ quên đi rằng hạnh phúc dù ở đời này hay đời sau đều lệ thuộc vào tinh thần hơn vật chất. Vào năm 2006, mọi người đều ngạc nhiên khi nghe cô Andrea, 41 tuổi, trở thành một nữ tu dòng Đa Minh mà 25 năm trước đây cô là một danh thủ quần vợt quốc tế. Trong những thập niên 1980, với sự hướng dẫn của cha cô, ông cũng là một tay quần vợt chuyên nghiệp. Cô Andrea đã học đánh tennis từ khi 8 tuổi. Sau đó cô thắng nhiều giải quần vợt thiếu niên. Và khi lên 14 tuổi, cô đã trở thành danh thủ đáng ngại. Trong vòng 2 năm, cô được xếp hạng thứ 2 trên thế giới và đánh bại nhiều danh thủ khác. Nhưng đến năm 85, trong giải French Open, cô đã bị trật khớp xương vai và sự nghiệp quần vợt của cô cũng chấm dứt. Khi ấy, cô mới có 19 tuổi. Khi bị tai nạn này, cô đã coi đó là một cơ hội để biết thêm về Thiên Chúa. Và cô đã đi học lấy bằng về thần học. Sau đó cô dùng số tiền thắng các giải tennis để lập một tổ chức bác ái ở Aspen. Tổ chức này chỉ có mục đích duy nhất là chở các em bị bệnh ung thư đến trung tâm sinh hoạt, chơi đùa trong một tuần lễ. Và hiện thời tổ chức này phải tìm mọi cách để kiếm được hơn 4 triệu đô la hàng năm để tiếp tục sinh hoạt. Nhiều danh thủ tennis cũng như tài tử điện ảnh là bạn của chị Andrea và là ân nhân của tổ chức này. Trong cuộc phỏng vấn của tờ báo Sports Illustrated, khi hỏi rằng có lẽ rất đau khổ khi phải từ giã các em ở trong trung tâm bác ái, chị Andrea trả lời, chúng tôi có một triết lý là chúng tôi không nói lời từ biệt, chúng tôi nói sẽ gặp lại bạn. Và ở trong trung tâm này, chúng tôi có một quy tắc là không tham dự đám tang. Vì nếu như thế, chúng tôi sẽ phải tham dự rất nhiều. Tôi nghĩ là bạn phải có ơn của Thiên Chúa để hoạt động ở đây, vì nếu không trái tim bạn sẽ tan nát mỗi lần như vậy. Tôi thấy được nhiều điều chứng tỏ rằng khả năng tinh thần của con người thì vô cùng lớn lao. Có một em bé gái 14 tuổi bị ung thư não. Chúng tôi cùng chơi tennis với nhau và cùng làm nhiều việc có tính cách nghệ thuật và thủ công nghệ. Một ngày kia, em gọi điện thoại cho tôi và bình tĩnh cho biết em đang lựa chọn y phục và bài nhạc để dùng trong ngày đám tang của em. Cho rằng là các cuộc tranh tài tennis đầy thử thách, nhưng các em này đang phải đương đầu với những điều mà chính người lớn chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi. Khi được hỏi về đời sống tu trì, chị Andrea cho biết, khi người ta hỏi là tôi có thực sự tiếc cái nghiệp tennis không, tôi luôn luôn trả lời, chẳng có gì hối tiếc cả. Thiên Chúa muốn tôi làm một việc gì khác, và đó là việc giúp đỡ cho các em bị ung thư. Tôi rất yêu thích công việc này. Câu chuyện cuộc đời của nữ tu Andrea cho thấy tiền bạc danh vọng không làm thỏa mãn được con người. Nhưng đời sống tinh thần mới có thể đem lại cho con người niềm vui thực sự. Chính niềm vui đó đã giúp cho sơ Andrea từ bỏ tất cả để theo đuổi một lý tưởng riêng. Điều chúng ta cần để ý ở đây là sức mạnh của tinh thần là có thật, chứ không phải chỉ là trong sự tưởng tượng. Và sức mạnh ấy chúng ta có thể nhận thấy ngay ở nơi các linh mục, nam nữ tu sĩ. Họ là những người dám hy sinh tất cả những thú vui ở trần gian để theo đuổi một lý tưởng cao đẹp.
Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa là những người hy sinh như các vị mới có được một sức mạnh tinh thần, mà những người bình thường như tất cả mọi người chúng ta đều có thể có được sức mạnh đấy. Tí như các anh chị em trong ca đoàn, họ hy sinh thời giờ hàng tuần để tập hát, để thờ phượng Thiên Chúa trong các giờ tập hát. Trong các anh chị em giúp những người khác, giúp những giới trẻ học những ngành học riêng biệt, họ cũng phải hy sinh thời giờ hàng tuần để chuẩn bị dạy dỗ giúp đỡ các em. Các ông bà, anh chị em dùng thời gian hàng ngày, hàng tháng để giúp đỡ họ đạo. Đó cũng là một điều tốt lành trong cuộc sống. Nếu sức mạnh tinh thần không có thật, có lẽ chẳng ai dám đi tu, chẳng ai dám hy sinh làm việc bác ái vì lý do dễ hiểu là tất cả sẽ kiệt quệ vì phục vụ người khác. Ngay cả cha mẹ nhiều khi cũng mệt mỏi vì phục vụ con cái của mình, nói chi đến việc phục vụ những người xa lạ. Nhưng chính vì sức mạnh tinh thần có thật nên ngày nay biết bao nhiêu người trên thế giới vẫn tiếp tục con đường mà Chúa Kitô đã sống. Câu hỏi ở đây là làm thế nào để có được sức mạnh của tinh thần? Chúng ta có thể tìm kiếm sức mạnh tinh thần ở ngay trong gia đình. Khi vợ chồng thương yêu nhau, hy sinh cho nhau, cha mẹ hy sinh cho con cái, anh chị em hy sinh giúp đỡ lẫn nhau. Điều quan trọng là để biến những hy sinh đó thành sức mạnh tinh thần, thay vì than thân trách phận, thay vì trốn tránh công việc. Hãy coi đó là một cơ hội để trau dồi, khôi phục lại phẩm giá con người, mà đặc tính cao quý nhất của con người là tình yêu. Càng sống yêu thương nhau như điều Chúa đã dạy, nhân phẩm của con người càng trở nên trọn vẹn, càng đầy đặn bấy nhiêu. Càng hy sinh cho người khác bằng những công việc dù nhỏ bé tầm thường, như chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu thường làm và sống, chúng ta càng trở nên cao thượng, giống như Đức Kitô bấy nhiêu, và chính tình yêu này đem lại cho chúng ta sức mạnh. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em luôn luôn có một tinh thần yêu thương, bác ái, hỷ xả, để mình có được một niềm vui đích thực và mang niềm hạnh phúc đến cho người khác. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em một bên an bình.